Em xin chào cả nhà nghe. Chiều nay đi bắt cá gôm tích nha cả nhà. Đại gia đình đi bắt cá gôm tích. Nè chào cô chú đi con. Chào cô chú. Đang làm vớn đặng đuổi cá vô nghe cả nhà. Xin chào cả nhà nha. Thấy cá gôm tích rút xuống này cả nhà. Giờ đặt vớn thục thử rồi nó vô nghe cả nhà. Đang xả nước ra nè. Cá nó gom xuống mấy cái đường cống á cả nhà. Đụng quá đây bự quá. Đây nguyên cái đường mương nha cả nhà. Hả? Không biết dính thằng đây. Thấy cá nhiều quá trời luôn nè. Nó ụt nheo như nheo nè cả nhà. Bỏ đại đi con. Bỏ đại đi. Đây là lúa vụ đông xuân nha cả nhà. Đây cánh đồng mùa lúa rất là đẹp luôn. Rồi cho đi dạy đây Thục cái gì anh? Hay Thục ở đó? Vậy hả? Ủa sao anh không đè cái gốc nó xuống? Không, cặp mé kìa. Kìa cặp mé còn hỏng kìa. Ủa vậy hả? Rồi bắt đầu đuổi cá nha cả nhà. Ủa cá gôm tích chiều nay vô chiên xù ăn cả nhà ơi. Ủa anh không lấy đầu đuổi hả? Anh đã đi vớ luôn hả? Thôi thôi để cha đuổi. Bắt đầu đuổi nha cả nhà. Đuổi nó chạy á. Chạy quá chừng luôn kìa. Rồi đi ra sao đứt cha kìa đuổi đi. Đừng có găng trước con. Lội xuống đi. Sao đừng lội con. Không lội được. Đây Ngọc Lam đuổi cá nè cả nhà. Quá rồi. Mấy nó có vô không mà hai cha con làm quá trời làm rồi. Vô không ai nữa mà làm quá trời rồi. Quá rồi. Rồi vô em. Sợ nó bị dội anh ơi. Có cá nè cả nhà, mong biết nó có bị dội không cả nhà. Nè nãy lấy lưới kéo á, còn ngon hơn á. Lưới còn kéo. Không thấy vô vậy ta. Ôi trời ơi, thôi xình nước trơn rồi Ngọc ơi. Trời ơi. Trời ơi. Nước dơ con ơi. Mày đứng ngược lại gì vậy anh? Ôi, không ổn mà anh ơi. Quá rồi. Ước mà neo nó hoài ơi. Vô không hoài giỏi anh ơi. Quá đắt. Chắc dội anh ơi. Dội chắc không vô đâu. Bị dội cái gô này dội vậy. Có cá gì đâu. Có mấy con ngay cả nhà. Lúa hai tầng hả cha? Rồi cả nhà ơi, không có cả nhà ơi. Dạ chưa cha. Cái này là lưới kéo đi chứ đuổi phim này cá gô nó chuối hết trơn à. Có con mò có con gì không? Xấu quá hả? Ê xin. Dục lên bờ nè. Dục lên bờ nè. Ốc bông vàng nha cả nhà. Đừng ốc bông vàng. Rồi bị hố nè. Quá rồi sư quậy ơi. Ôi ơi mặt mày. Có không? Có thằng nào không? Ôi trên này cá nheo trơn nè anh. Cái này có lưới kéo là dính nè. Kéo lấy điện chích đó là kéo. Thôi không được. Điện chích nó chìm trơn hả? Nó mà chìm. Đù dính cá hả con? Hay vậy ta? Cả nhà thấy cá nhiều quá đuổi không vô rồi. Thì đi mò hang. Biết mò hang. Không có luôn. Mò hang không có luôn. Bữa nay bị thất thu rồi cả nhà ơi.
Ôi ôi, cá ục quá chừng luôn kìa. Nheo chân luôn á. Cái giớn này anh mới đặt hả gia anh? Mới đặt chứ không có đâu. Có không Ngọc? Xác cua lột hả? Cua đâu? Ồ, dính cua. Cua này cái vỏ. Vỏ cua lột. Cái gì lắm? Dính con gì hả? Bị kẹt tay hả? Dính nào? Dính cua. Phải. Vậy con gì? Con cua. Cua bắt đi. Dạ. Trời ơi mày. Chú quậy. Được không? Không, dính cứt vô. Dính cứt. Dính cứt ngắt vô hàng rồi, nó dính cứt. Đây, rồi đưa đây ngốc. Nè, nó giờ mò dính ốc không cả nhà. Tắt thu rồi cả nhà. Mò đâu? Vô mua mò cá lóc không ạ? Giờ đi tiếp tục vô mua ngang kiếm cá lóc cả nhà. Giờ bị thắt thu cái gô rồi. Đi con ơi, đừng có môi lỡ bở hết trơn ha. Đi. Đi nè. Giờ qua mương bên đây đặng mò cá lóc nha cả nhà. Sao rồi mấy cha con nãy giờ mò dính được con nào chưa? Rồi bữa nay thất thu rồi cả nhà ơi. Trời ơi. Quậy thục xịn luôn. Quậy đi theo nó bơi, nó không mò. Làm gì? Lỗi. Không có hang nào chớ hả? Chèn ơi. Cái này nếu mà dính cá là cá bự lắm cả nhà. Thu rồi. Đó, con cá gì bên mương mới là làm ọc dữ dữ ta. Cá lóc à. Dễ gì cái mò hang khơi mà có cá lục kiến quá anh. Chèo nói chi anh Ngọc? Trời ơi. Quậy nó dần mò dính còn gì không quậy? Quậy hả? Đi hè nó phá. Cái mò cá cạn này mà chừng nào mà nước nó cạn á cả nhà, đi bắt cá cạn á, mò mới dễ có. Còn như mò cái này á hên xui à. Mà thu à. Thu rồi. Lu đi đâu vậy Lu? À, Lu nhà mình nghe cả nhà. Lu á. Đi ruộng đó, đi theo đi ruộng đó. Rồi nó nghe con nó la làng nó chạy bển nó gì? Chạy bển nó gì? Kìa, bắp ăn trước hai đậu kìa. Bắp ăn trước hai đậu rồi, mê đậu rồi. Ba cha con nó mò kìa. Dính được có bụi đen hả? Nãy giờ dính được con ốc bụi đen à cả nhà ơi. Thu rồi. Sao ơi con đâu rồi? Ờ ra con bẻ đi. Ừ. Dục nó hút lên cho mẹ để họ ướp. Con cầm chết. Rồi cái thau trôi kìa. Không dính cá mà dính được có hai con ốc rồi cả nhà. Hai con ốc. Hai con cá nhỏ. Không có hai. Này mò cá kế bờ tràm nghe cả nhà, thường có cá nhiều là nó có dữ lắm nghe, nhưng mà này nó không có. Rồi bỏ cái thau luôn rồi kìa. Lội đẳng con lấy thau lại ra quậy. Bỏ thau tuốt đẳng rồi chàng ơi, lo lặn không thôi kìa. 5 tuổi cả nhà, Ngọc Lam 5 tuổi mà lội đó đó.
Nói cổn cổn nha. Rồi xíu lại. Lộ con mắt đỏ hết trơn rồi kìa, đừng có lặn nữa con. Ôi ôi, đừng có lặn nữa, mắt đỏ hết trơn rồi. Đau con nha. Cá lóc á. Cuối cùng là mấy chắc con thắt thu rồi, chỉ có con bắp là không có thắt thu thôi. Ơ, à, là đây bẻ nè, là đây bẻ nè. Cái đó trái nhỏ mà con. Nè, nè, trái bự này nè. Nè, trái bự nhóc nè. Đằng này nè, đằng này nè. Đây, 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 ở đây. Ở đây nè, ở đây nè, ở đây nè. Hả? Ờ, đây, 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 đây nè. Bắp xào đi bẻ đậu nghe cả nhà. Đó. Chỉ có bắp xào là có đậu thôi. Quá chừng trái luôn cả nhà, đậu nè. Nó thấy ham không? Này chồng mà nó bị thất thu ngay cả nhà, thành ra nó ít. Hái được không con? Gì con? Ừ, đưa đây, bỏ vô. Ôi ơi, bắp xào hái nguyên bịch đậu luôn cả nhà. Mấy cha con thất thu rồi hả? Thu rồi. Đây nè, dở này lên nè. Hái đậu nè, hái đậu chiều vô xào ăn. Chiều kem rồi, hèo ăn. Ừ, nè có, nè có. Đó gì dài đẳng nhóc hết trơn á. Thấy không? Ừ. Nè anh hái đậu vô luôn nha anh ơi. Sao bữa em thấy hái rồi mà sao để bự dữ vậy? Quá chừng luôn rồi nè. Một bịch luôn. Nè cả nhà ơi. Bữa nay mò được con cua với hai con ốc. Gì được hai chai mớp. Ừ cho anh bẻ lẹ đang vô con ơi. Nắng dữ lắm rồi. Bẻ dài dài này nè Ngọc. Ngọc. Bẻ đậu dài dài này nè con bẻ vô. Ờ bẻ đi. Bẻ thôi. Cậy đi, cậy đi. Cái này nghe sao? Thu rồi. Thu rồi. Đây. Kết quả cả nhà. Đi đuổi. Đuổi cá không có, đi mò cá cũng có luôn, được hai trái mớp, hai ốc, con cua. Đây. Đây, thành quả bữa nay. Một em cua. Đây, mình cũng xin kết thúc video tại đây luôn cả nhà. Và đừng quên cho mình một like và cái chia sẻ nha cả nhà. Bye cả nhà. Để cho ảnh có động lực để quay tiếp cho cả nhà xem những clip thú vị và vui hơn nha cả nhà. Xin chào cả nhà. Rồi xin chào cả nhà đi con. Xin chào cả nhà. Xin chào cô chú. Xin chào cô chú.